Hello mọi người, mình giới thiệu cho mọi người một cái project nhỏ là điều khiển quạt này. Đấy, mỗi quạt một cái bóng đèn thông qua nhiệt độ. Ở đây mình dùng cái con module cảm biến là DS18B20 cảm biến nhiệt độ. Đây là cái module cảm biến nhiệt độ của mình đây. Thì project này khá đơn giản, linh kiện gồm thứ nhất là một module cảm biến nhiệt độ DS18B20, một con transistor, một con tip 41C. Con tip 41 này mục đích là khi mọi người muốn thằng động cơ nó hoạt động, đúng không? Nếu mà mọi người cấp trực tiếp nguồn vào điều khiển, ấp dương hoặc là đất vào chân điều khiển thì dòng rất là yếu và nó không tải được cái động cơ này, thì bắt buộc mọi người cần qua một con tràn này. Đấy. Và một con led. Đấy. Và nút nhấn LCD. Đấy. Cũng khá ít, đúng không? Thì mình hiện tại mình sẽ mọi người thấy là nhiệt độ hiện tại nó đang là 30 độ C và trạng thái là bằng on, tức là trạng thái này ý nghĩa như thế nào? Mọi người thấy là hiện tại là có 4 nút setting. Cái nút này để hiển thị những cái cài đặt của mọi người. Tại một mình bấm này, mọi người thấy là cài đặt là đèn bật lên là 20 độ C, đúng không? Và on ở như là 40 độ C. Quạt là 40 độ C. Tức nghĩa là như thế nào? Tức nghĩa là khi mà cái nhiệt độ môi trường nhỏ hơn 20 độ C thì nó sẽ bật đèn lên. Đấy. Và nếu mà lớn hơn 40 độ C thì nó sẽ bật quạt lên. Mục đích là nó giống như một cái mọi người sự mát hoặc gì đây, đúng không? Nếu mà nhiệt độ mà càng nhỏ thì mình cần phải bật bóng đèn lên để nó sự ấm, đúng không? Sự ấm lên. Hoặc là nếu nhiệt độ lớn thì mọi người bật quạt để làm mát đi. Đấy, ý nghĩa là thế. Và cái start này bằng on, tức nghĩa là nó sẽ mọi người cài đặt như thế nào thì nó sẽ chạy như thế, còn nếu mọi người chuyển sang off thì nó sẽ bỏ qua cái cài đặt này, tức là nó sẽ không theo cài đặt này nữa. Tức nghĩa là nếu như mà nó xuống 20 độ C thì quả đèn nó sẽ không tắt nữa, đúng không? Không bật lên nữa. Đấy, nếu mà mọi người để off. Tương tự như đèn cũng thế, nếu mà người để off thì nếu mà lớn hơn 40 độ C. Đấy, ví dụ như thế này, nếu lớn hơn 40 độ C thì quạt sẽ không bật lên. Đấy, nó sẽ bỏ qua cái đàn này nếu mọi người để off. Bởi vì mình muốn là có thể là mình không muốn điều khiển, đúng không? Chỉ muốn xem nhiệt độ thôi. Hoặc là mọi người nếu để on, mặc định ban đầu nó sẽ bằng on. Và nó ở đây mình sẽ demo cho mọi người nhìn thấy được là thứ nhất là mình demo đèn đi. Ngon đèn chưa? Đèn thì khi mà cái nốt này, nốt cuối cùng này sẽ là nốt cài đặt. Mọi người thấy này, cài đặt này, nháy bằng on này. Mọi người thấy là off đi. Off đi thì nó chỉ là một cái hiển thị nhiệt độ thôi, không có điều khiển gì cả. Cái mình sẽ bật on lên. Đây mọi người thấy là bật nốt nào cũng được, nó cũng on off hết. Đấy. Lên xuống, đây là cái nốt lên để xuống. Đấy, mọi người thấy không? Ok, mình sẽ để bằng on này, tiếp này, next này. Đèn bật lên lúc bao nhiêu, dưới nhiệt độ như này là bao nhiêu, đúng không? Bởi vì là cái hiện tại là nhiệt độ đang, thì mình sẽ quay lại, nhiệt độ đang 30 độ C, đúng không? Mình sẽ tăng lên, mình sẽ tăng lên là bởi vì là nhiệt độ ở đây mọi người có thể dùng mõ hàn hoặc là dùng cái gì đấy làm cho nhiệt độ nó nóng lên để tăng lên. Okay. Mọi người thấy là dưới 30 thì đèn nó bật này. Đấy. Đúng không? Dưới góc bóng 30 thì đèn nó bật này. Đấy, dưới góc bóng 30 thì đèn bật này. Đấy. Ở đây là nếu mà 29 thì nó sẽ tắt đi. Đúng không? Nếu mà nhiệt độ thực tế, nhiệt độ hiện tại là đang 30 độ C. Nó sẽ, nếu mà dưới sẽ bật đèn để sưởi ấm, đúng không? Ở đây thì mình có thể là ví dụ cho mọi người 31 đi. Okay, ví dụ đèn nha, hiện tại 30 đúng không? Mình sẽ bóp cái, đây mình sẽ bóp cái cảm biến này để cho nó tăng lên, nó sẽ nhiệt nó tăng lên. Cái dây này cắm chưa được có chắc. Đây mọi người thấy không? Đây giả sử hiện tại nhiệt độ giả sử là đang 32 độ C và mình cài đặt là bật đèn là 31 độ C, đúng không?
thì giả sử mình thả tay ra này, đây mình thả tay này, để nhiệt độ sẽ xuống này, sẽ đợi một chút cho nó xuống này. Đây mọi người thấy không? Tức là nó xuống xuống ở mức cài đặt và đèn nó cần phải bật lên để nó sưởi ấm một gì đấy, đúng không? Tương tự như là quạt nó cũng thế. Quạt này mình sẽ cài đặt quạt này. Quạt thì trên cái nhiệt độ mình cài đặt, đúng không, thì nó sẽ bật quạt để làm mát. Hiện tại để mình xem là hiện tại 31 đúng không, cần phải chỉnh sang 32 đúng không? 32 đi. Ok, 32 thì nếu mà 32 thì động cơ sẽ được bật lên để làm mát. Ok, mình sẽ bóp, tương tự bóp này để cho nó lên nha, nóng lên đấy mọi người thấy không, quạt được bật lên đấy. Cái này nó như tí mờ mờ bởi vì là động cơ nó đã hút cái dòng đúng không, đấy nó xuống thì nó sẽ là không đấy. Nó tắt đi đây mọi người, thể là cài đặt được, điều khiển được cái quạt hoặc là cái đèn đúng không, mọi người tùy tùy theo mọi người, ứng dụng mọi người. Đây là một cái ví dụ nhỏ để mọi người thể tham khảo. Nếu mà mình để cái trạng thái cái này bằng bằng off đúng không, bằng off thì bây giờ cho dù là nhiệt độ như nào thì nó sẽ không bật quạt, bật bật đèn nữa, bởi vì mình sẽ không kiểm tra và không bật lên. Đấy, cho dù là cao hay thấp thì nó sẽ không tác dụng gì. Và cái này mục đích nếu mà off thì chỉ để xem nhiệt độ 32 độ C. 1 mình sẽ kết thúc.